nhằm cập nhật các chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị sử dụng lao động và người làm công tác bảo hiểm xã hội, đặc biệt là những điểm mới có hiệu lực từ đầu năm 2023. Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An phối hợp cùng với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Thông qua đối thoại, đại diện các đơn vị sử dụng lao động có nhiều câu hỏi xoay quanh các nội dung như chế độ chính sách đối với lao động là người nước ngoài, giải quyết chế độ đối với trường hợp dưỡng sức phục hồi sức khỏe, chế độ nghỉ thai sản dành cho chồng khi vợ sinh, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp người lao động không sử dụng điện thoại thông minh, không cài VSSID và chưa làm căn cước công dân. Các nội dung bài đại biểu dự hội nghị quan tâm đã được lãnh đạo phòng chuyên môn các sở ngành liên quan giải đáp, hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện đúng. Ngoài ra, phòng chuyên môn bảo hiểm xã hội tỉnh còn tuyên truyền về những lợi ích của việc hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động và những thiệt thòi khi người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần để doanh nghiệp nắm. Việc tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa các doanh nghiệp đã mang lại kết quả thiết thực, góp phần giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, triển khai có hiệu quả chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.